cá mập nè các bạn, chị Miu câu được cá mập nha. Lấy ao hiền chị Miu. Thêm con nữa các bạn ơi. Lấy ao hiền này. Cá nướng. Cá nướng lò đất nè. Nó kêu luôn á. Nghe kêu không anh? Nó nóng mà nó kêu, kêu luôn á. Cho nó không có lên, cho nó có mùi khói. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Lưu Linh TV. Đây là ngày thứ nhì các bạn, ngày thứ nhì. Dạ, mình đang ở Publix ở dưới Key Largo. Mình mua mớ đồ để câu cá. Mình hai mình dẫn đi câu cá các bạn. Ở bên Canada qua đây phải câu cá với Lưu Linh mới được. Rồi xong chưa, mình về được rồi ha. Ok. Rồi mình đang tới chỗ câu nha các bạn, ở dưới cây cầu này là ở Channel 5. Đó, Channel 5 Bridge. Giờ mình đi xuống. Rồi bữa nay mình đang ở dưới chỗ mới nha các bạn. Chỗ mới, cảnh mới. Hay mình câu cá. Đây là mình đi picnic á. Bàn ghế rồi để ra lò bếp rồi mình đem sẵn hết rồi. Nhà đò ga nè, bếp ga nè. Nay là có anh Chí theo ha. Có phần nấu theo. Đó, anh Chí đi theo. Chí mua quế sáng nè, mua nguyên ngực cây luôn. Đem theo nấu. Cái này giống đi picnic hơn là đi câu cá. Để coi cái hình ông này. CJ, that looks like a picnic table. Like I said, presentation. I have a feeling. I hope so. Really good. Đâu quăng thử coi anh Chí. Cũng ok. Cũng ok, và dính cá mới quan trọng nè. A rock. Big fish. Thấy không? Dính cá, dính cá. Is it a bonnet? Is it? Come up, come up, Jay. Oh, he's excited. Come on, Jay. Yeah, cá mập nè các bạn, chị Miu câu được cá mập nha. Oh, that's a bonnet right there. Yeah, bonnet head. That's good. That's good fish right there. Chị Miu, you want to you help? Dạ được anh. Oh, you need that? Đâu có cắn mình đâu. Này con này ăn được. Em có chừng em. Yeah. You need me to move? Chị Miu có đồ ăn chưa rồi? Cái đó là filet đó thôi. Chị Miu, you need help? Go help him, go help him, babe. Careful, careful. There you go. There you go. Oh. Easy peasy, man. Em đi lên kia em. There you go. Alright, just put us up right here. Worst come to worst. Ở đây tiện quá anh ha, mình lấy nước ở dưới đó luôn. Khỏi cái cần cột dây. Chín cá nữa. Ooh, there you go. Hopefully it's a mutton. Babe, I think Jamil have better luck. Oh, it's another grunt? What is this? The ugly fish. Oh, the blowfish. Oh. Hey. Let me see. Is it? Yeah, is that puffer? Hey. It's a puffer fish. Oh. What is that? That's a... No, that's not a puffer fish. It looked like a frog fish. What's that one? The stonefish. Yeah, that. Oh, let me see. It's like a stonefish. Oh. Guys, so what? Yeah. Where's the blue... Yeah, that's an ugly fish. Hello, you need a tire? Yeah. Oh, yellow jack. Oh, we got a yellow jack. Oh, yay! A bad fish. Oh man. Oh, he's got you. Uh-huh. A yellow jack.
Good job, Jay. Giờ anh Lưu bắt đầu nhúm lửa nha. Nay mình có đồ ăn rồi, không sợ bị đói. Đi với anh mà sao mà sợ đói được. Lạ thấy không? Mua cái đồ mồi này là tiện lắm á. Nhanh lẹ. Quá sướng luôn. Đấy, anh Jack không? That's a yellow tail, right? Yellow Jack. Oh, yellow Jack. Rồi, thêm con nữa. Yay. Dính nữa anh Lưu. What is it, a Jack? Wait. Where is it? Oh, another one. They out here, Jamil. Thêm con nữa các bạn ơi. They out here. They out here today. Yellow Jack, baby. Yellow Jack all day. Another Jack. Wow, bữa nay là cá yellow jack quá trời luôn các bạn ơi. Yeah, chắc không làm sao đâu. Yeah, nay trúng mồi rồi. Quá đã. Yeah. Nay đã nha. Đã ngon, bữa nay trúng mánh rồi. Nay phải trúng mánh luôn. You are feeling good. Thấy không, cá nhảy ra ngoài luôn nè các bạn. À. Cái đó, anh đổ nước đi Chi. Yeah. Đổ nước ra hết đi Chi ơi. Dạ. Đừng có bỏ mỏ bụng, bỏ vô cá. Another Jack. Another Jack. Wow. Quá đã luôn. Another one. Look at that. Đó. Con này bự hơn nè. Đó. Ooh, another jack. Good, nice. Quá đã luôn. Bữa nay là mới câu được bao nhiêu đây rồi nè các bạn. Mà còn cắn câu nữa, toàn là yellow jack không nha, với con cá mập. He got another one, baby. Yeah. Another one. Wow. Aha. Bữa nay là ngày trúng mánh rồi nha các bạn. Bữa nay có Jamil theo nè, trúng mánh nè. Yeah. Lưu đang làm cá bên đây. Thành phố xuống mà. Oh, it's a big one. It's a big one. Oh, con này bự. Oh, he can't handle it. Big one, right? Yeah. Big fish. You think it's a shark, Jay? I don't know. Con này bự nha. Con này bự lắm luôn. Con này bự. No shark. I hope it's not a shark. Stingray. Oh, it's a stingray. Stingray. Oh, chúng cá đuối. Yeah, a stingray. Em qua đây nè, cá đuối. Oh, it's a stingray. Are you sure? No. Oh, gãi luôn rồi. Yeah, nè. No, nhỏ cá đuối. Mình. Bự ghê. À hả, cá đuối các bạn. Sảy rồi. I waited till y'all got quiet. Yeah, you got another one. Anh này. I waited till y'all got quiet. Hả, chị Miu mới câu thêm con nữa. Rồi, anh Lưu làm cá sạch sẽ nè các bạn. Bây giờ anh Chí, bữa nay là anh Chí chỗ tài nấu cho mình ăn nha. Yeah. Bữa nay là có chef ở bên Canada qua. Nấu
tốt cho Lưu Linh. Một chiếc khứa cá kiểu mới luôn, khỏi cần thớt luôn. Vậy đó, phải vậy đó. Hôm nay coi anh Chí nấu món gì cho mình ăn nha. Mà thấy không, có nguyên chậu quế đem theo này, thấy không các bạn? Thai basil, Italian basil. Ôi nó thơm hết luôn. Tay mà có mùi thôi cá hay không? Ăn cái này vô là khỏi nói rồi đó. Nướng. Wow, quá đã. Ồ cái này vừa đúng ba con luôn á anh. Rồi bây giờ để cho nó nướng. Anh có cần olive oil lên không? Không, nó cháy á. Ok. Dạ. Nó khét ở ngoài thôi nhưng mà trong. Dạ, yeah, thịt nó ngon trong. Với cá này ăn sống được chị Thủy. Cá mau chín mà. Cá mau chín lắm. À hả. Nghe mùi thơm lắm mấy bạn. Rất là thơm luôn. Xuống. Yeah, it's only 11. Có chừng cái gì á, cái quế nó gớt. Không khác chảo, anh muốn chảo nóng luôn. Nó dậy lên, nó cái mùi vậy nó ngon. Cái này gọi là đốt cà luôn á. Thì nay mình ăn món mới thì mình cứ mình thử chờ coi thôi. Chứ cái này là mình chưa có nấu lần nào hết. Rửa cà bằng nước suối. Anh ơi cần thêm nữa anh. Này. Bữa nay coi anh Chí mình làm món gì đây. Đang tò mò. Yeah. Chảo nóng rồi đây. Chảo nóng rồi đây, chảo nóng rồi, cài vô. Đó. Wow. Anh muốn mình vậy đó. Anh muốn hồi cho cái cà nó nóng rồi nó đổ ra bụp vậy em. Giống như nó grill luôn á. Thấy không? Chưa có gì, thấy không? Thấy cái nó bị khét rồi không? Là anh muốn vậy đó, nó. Là sao đi quá. Giống popcorn nha. Yeah. This is a new trick nha. Khỏi cần nướng em. Cái này là như cà nướng á. Yeah. Này khỏi cần nướng. Xào cái chảo nóng vậy nè. Nay Lưu Linh học được kiểu mới nữa. Nhưng mà phải có người ngồi quạt nha, để cho lửa nó nóng. Bà thấy lửa nóng không? Được, nóng được rồi, nóng lắm rồi em ơi. À, dạ. Rồi, nóng nhiều rồi hay. Nó kêu luôn á. Nghe kêu không anh? Đó, nó nóng mà nó kêu, kêu. Luôn á. Hả? You hear that, you know? It's so hot, it makes that noise. Yeah. Now he put the olive oil. Cho nó không có lên, cho nó có mùi khói. Bây giờ em đổ lên như so là nó có mùi khói. Smoky. Smoky, để cho nó có mùi nướng á. Like a grill. Yeah. But instead of grill, he just use that. Yeah, that's sick. Yeah. You see that now? Yeah. And we got a whole plant on this. Yeah. Hey, it's a presentation, man. Gotcha. Yeah. Wow. Meat, my man. Garlic. When we go to Canada, we're gonna go visit him. Garlic. Tỏi vô. Shake tip. When we go to Canada, we're gonna go visit him. Make that noise. I know, right? It's so hot. Pink salt.
này cho muối sea salt, pink sea salt nha các bạn. Với anh Chí để tiêu. Đơn giản thôi. Từ ở bên Sorrento qua đây đi câu cá với Lung Linh đấy mấy bạn. Bữa nay đi câu cá là trúng mánh, tại vì biết sao không? Chùm yêu câu cá nhiều quá. Quá trời đã luôn. Chưa gì mà thấy ngon em. Nè pha nó bé rồi. Thấy không? Đó, chơi nguyên cây vậy á. Tốt ăn nữa đâu, mới thấy nó tưới rồi. rửa sơ lại. Mới xe nó tưới rồi á. Quá trời thơm luôn. Thơm. Đây là quế của Yến nha mấy bạn. Cái này là người Thái ấy, đi du họ người họ làm gì á, nó có mùi thơm luôn. Xé là vậy anh, xé là không bằm à. Em bằm nó mất cái thơm. Quá em thơm. Xé gì nó ngon hơn. Ồ mẹ, này cá hết 7 vào 7 em. Dạ, cá nướng với tomato and basil. Smell so good luôn. It's like a grill. Đứng bên đó là nó cái mùi á. Oh man. Thơm quá. Quá trời thơm luôn anh. Nè, đã không? Wow, đẹp quá. Rồi, mình để qua một bên. Cái gì ngắm ra nha. Ok. Rồi, bây giờ cá đã chín. Đó. Cá này á, sống ăn rất là ngon nha. Cái này mình làm sashimi hoặc là ceviche á các bạn, rất là ngon luôn. Trời nó thơm. À. Thơm má ơi luôn. Cái chỗ này Lưu Linh đi á các bạn, cái cảnh nó rất chỗ là mới, mát. Chỗ mới. Chỗ mới. Rất là mát luôn. Anh lấy con dao em để chổng anh cho anh Chí con dao. Cắt chí chanh. Dao dạ. Cắt chanh ảnh nặng chanh vô. Rồi, giờ anh cho xin miếng muối nha. À, muối đây nè. Muối đó. Sea salt hay là muối trắng thường anh? Okay. Rồi, chút muối nha. Cho chút muối vô hả? Sao biệt. Cắt chanh không? Cắt chanh anh đi. Nè chanh đây nè honey. Giờ mình đỏ olive oil. Mình đỏ olive oil. Cái này là mình học ăn theo mới. Kiểu ý nha, ăn kiểu ý nha. Yeah. Ăn theo kiểu ý á. Mediterranean. Virgin, yeah. Extra virgin, bo extra virgin olive oil. Far from virgin. Oh man. À. Thôi chưa gì hết, thấy ngon vậy lắm luôn anh Chí ơi. Chả nước miếng à? Nghe đói bụng chả nước miếng. đơn giản thôi nha, chỉ cần chanh muối thôi à. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ ha, bây giờ mình cho cái này vô. Oh wow. This is the kind of fish you can eat raw. Yum. I like we got the healthy eating. Thấy đã chưa? Cái này là healthy, rất right? Là healthy, healthy luôn. Yeah, nha, I know. Bạn. I like this. Healthy, healthy clean eating. Yeah, không oil. Just a little bit of extra virgin. Olive oil is fine. Yeah. Good fat. Good for the good omegas for the heart. Mm-hmm. Good for the heart. Giờ xin miếng rau thơm lại. Rau ấy lại. Quấy à, quấy à. Cứ bước cái đọt á, bước đọt xài đi. À bữa nay anh Lưu có anh Chí nấu cho anh Lưu ăn nè. Rồi giờ vô đi. Bây giờ chuẩn bị ăn cái này là ăn ăn brunch luôn các bạn. Các bạn thông cảm mấy cái noise ở in the background nha, tại nay người ta làm construction á. Bây giờ rất là sùm. Rồi. Lưu thử nha, lưu thử. Oh, look at this.
mời cả nhà nha. Mời các bạn ăn món mới cùng Lưu Linh, này là anh Chí nấu nha. Come on, Jamil, we gotta dig in, Jamil. Healthy, yeah. Right here. Basil, tomato, and fish at the same time. See how good it is. Oh my god. Ngon ha. Yeah, you got the tomato? Yeah. Oh, tomato. Oh, really good. Oh my god. Basil, you know, this is a simple dish, but they do it like really simple. Hey, shish kebab. Shish kebab. Oh man. Shish kebab. It's simple, but it's good. How is it? Really good. No, this is Oh, is it good enough? What do you think, Tyler? More salt? A little bit more salt. Just a little bit more? Okay. Look, look how he's springing. Đừng có mắt nữa bạn. Cái món này quá được quá. Đi bụi mà ăn cái này chết luôn à. Ăn hơi đẫn chết. See. Oh yeah. Oh wow. Oh man. It's good. Taste the basil just lit my mouth on fire. Olive oil. That's why I give it the flavor. Yeah, then give it a little more lime. Yeah, more lime, yeah. Yeah. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. He know it. He know it. He know it when it's good. There it is. Go ahead, Jamil. What do you think, Jamil? I like it. You like it? You like it? You like it a lot. You like it? Come down, Jamil. Hey, it's good for my stomach right here, man. Yeah? It's good. It's good eating, man. Man. It's healthy. A little bit of everything with the basil. Lâu lâu á, mình có thợ nấu xuống á, nấu cho mình mấy cái món mới này á. Trời ơi, nó sướng mấy. Nó sướng ơi là sướng luôn á. Đã không? Ừ, thơm quá ha. Thơm. Thơm ngon mà cá ngọt ngay nữa. Mới câu lên mà nấu kiểu này nữa, chết người luôn rồi. Các bạn rất là thơm. Rất là ngon. Không tanh, ngon quá. Cá này đâu có tanh, cá này mình ăn sống là hết sảy luôn á. Hết sảy rồi bậy đâu. Anh Chí, cho người ta biết cái món này nó ngon là sao anh Chí. Từ ở bên Canada qua tới đây được ăn cái biển là hết sảy rồi bậy ha. Nó không lên hả? Cá nó không chịu lên hả? Đó, đó, vô ngang đó. Khỏi nói rồi đó. Jamil, calm down, Jamil, save me some. Man, you gotta save me some. Catching fish is a lot of work, man. Em cắn cá này ha, rồi em mở miệng ha, rồi em nhìn ra biển ha. It's a good life. Hey, it's a good life. Yeah, thấy chưa? Yeah. I wish we could do this every day. Thấy chưa? It's a good life. Oh, she got a good one. Miếng thịt nè. Add some basil on top. Hết sảy à, khỏi nói rồi. Cái đời sống này là ai muốn thay đổi nữa? Ai cũng muốn thay đổi nữa. Không có ai muốn thay đổi hết á. Cứ giữ y nguyên vậy đi. He said he had a feeling. He said he had a good feeling. He sure did. He I think that's feeling. The first ever that we caught that much when we were with you guys. Anna. Cái món này rất là ngon mấy bạn ơi. Cá nướng. Cá tươi nướng. Các bạn nào mà có muốn thử mai mốt nha, có câu cá về nha, thử cái món này nha, rất là ngon. Rất là đậm đà luôn. Ôi dồi, em nếm được cái con cá luôn. Dạ. Mà taste cái con cá nó rất là đơn giản á. Dạ. Cái gia vị chỉ có muối thôi. Dạ. Tại cái natural sweetness của con cá đó. Em nếm được hết cái hương vị của biển luôn á. Dạ. Của sea salt. Look at that. Oh man. Clean. Look at that. Clean. Ăn còn xương không? Look at this face. Oh, no, that's just a bone. Look at your meal. Look at your meal. Hey, you can taste the sweetness of the fresh the fish. The fish, because of all you need is sea salt. Oh, wow, Lord, look at that. Mm-hmm. Oh, man, check it out, man. Coi thịt không nè các bạn. Thấy không? Toàn là thịt không luôn. Quá đã. Oh, man. Yeah, cảm ơn anh Chí nhiều nha, hôm nay anh Chí nấu cho tụi em ăn. Chưa xong đâu. Uh-huh. Anh còn ở đây thêm mấy ngày nữa. Anh còn làm mấy món gỏi mà từ đó giờ mình chưa có tin thức á. Mình sẽ quay tiếp tục. Bây giờ là mình ngồi đây mình ăn chưa xong, mình đi về. Xong cái... tiếp tục phần 2. Phần 2 đi. Mấy bạn chờ đón xem nha, coi còn cái món gì nữa. Đã lắm. Quả của ba con cá nè. Quá ngon luôn.
anh Lưu có anh Chí nấu cho anh Lưu ăn, bởi vì anh Lưu ăn ngon quá. Quá ngon. Clean the whole plate. Look at that. The whole pan is clean. Look at that. Nothing left. You're talking about me. Look at you, dude. Thơm mà. Hey, slow down, man. Slow down. Speed limit. Speed limit. Chill, man. There's no brake. Cái này là đạp thắng không? Không có đạp thắng luôn, đạp ga không anh Lưu? Đúng rồi, đạp ga. Không nói chuyện luôn. Hey, he's not even chewing. He's not even chewing. He's not chewing. You know how you say the chipmunk, Jamil? Yeah. It's your story. He's throwing it for later. He's throwing it for later. You feel like a monkey. Yeah, man. He's throwing it. À, còn miếng cuối. Yeah, it's so good. Ôi, mấy bạn ơi, ngon quá. Quá ngon luôn. Một bữa ăn trưa với đầu cầu. Cái này là đầu cầu mới nha mấy bạn. Mới lần đầu tiên đi bữa nay á, nhưng mà very lucky. Very lucky. Yeah, nice lucky. We found a lot. We got like 11. 11 yellow jacks. Yeah. Wow. I think the chef from Canada brought us good luck. Really good luck. A lot of luck. Yeah. Bữa nay á là mình ăn hết rồi mấy bạn. Ăn bữa trưa ăn trưa quá ngon luôn. Cảm ơn anh Chí nha. Thank you. Jimmy, you stop eating that. You still eating? Huh? Are you talking to me? Rồi mấy bạn ơi, bữa nay mình cũng xin tạm dừng cái video của mình đây luôn mấy bạn ha. Subscribe and save. Cho Lưu Linh để có những video tiếp theo. Bye. Bye. Hẹn gặp lại sau. Mình còn nhiều video đi ăn uống với anh Chí lắm. Chờ đứng ăn, mình còn về nhà mẹ của mình để anh Chí làm mấy cái món gỏi cho mình ride nữa mấy bạn ơi. Bye ha. Bye.